Cậu nhóc Linh Dương đầu bò đang làm mọi cách để che đi trái tim rất run sợ ở bên trong. Lòng ngực như bị bóp ngặt bởi thứ cậu đang đối mặt là mãnh thú tàn bạo nhất trần gian. Cậu lâu về phía kẻ thù không phải là muốn hơn thua. Thực ra, thứ cậu muốn là không còn nhìn thấy ánh mắt đáng sợ đó của nó. Lúc này, cậu không thể bỏ chạy vì cậu biết nó chạy rất nhanh. Dù cậu có mọc thêm đôi cánh thì nó lại nhảy rất cao, cũng có thể bắt được cậu. Huống gì, cậu đang cố giữ cho bốn chân của mình không rung lên bần bật. Cậu đang dùng tất cả những gì có được từ bản năng sinh tồn để tìm kiếm cho mình một cơ hội sống sót mong manh. Cậu lau vào nó để báo hiệu rằng cậu không hề sợ. Cậu dùng cặp sừng non mới nhú lên để dọa dẫm nó. Một cặp sừng sữa chỉ mạnh bằng cái lông trên mình nó. Nhưng tất cả những gì cậu đang làm là không thể qua mặt được nó. Nó đi guốc trong lòng cậu. Nó đang vờn cậu như mèo vờn chuột. Bụng nó chưa đói lắm nên nó xem cậu sẽ làm gì tiếp theo. Bây giờ không ai có thể giúp được cậu. Mẹ cậu, cha cậu, những người anh em to khỏe nòng cốt trong đàn đông đúc đã bỏ chạy đi hết rồi. Cậu nhỏ bé, cậu đuối sức nên mới bị rớt lại. Cậu thật đáng thương. Nó đang cho cậu những hy vọng vô nghĩa. Dù có cho cậu thêm thời gian 10 năm hay 20 năm, có thể cậu là thủ lĩnh của Linh Dương đầu bò. Khi đó, cậu đối diện với nó thì cậu vẫn thua. Không có bất kỳ sức mạnh nào khi đánh trận 1-1 mà có thể vượt qua vua đồng cỏ. Nhưng đó là chuyện của nó. Còn với cậu, vẫn không ngừng nỗ lực chiến đấu. Cậu không bỏ cuộc dễ dàng. Cậu vẫn lao vào nó như một võ sĩ giác đấu thực thụ. Cậu còn nhỏ nhưng rất bản lĩnh, đầy phi thường. Cậu biết rất rõ là mình không thể vượt qua được quy luật đáng sợ của tự nhiên, mạnh được yếu thua. Nhưng cậu vẫn chứng minh rằng những kẻ nhỏ yếu thấp cổ bé họng vẫn luôn tìm cách chiến đấu, không ngừng đứng lên chống trả để giành lấy tự do, công bằng. Rê-nô.